4. Nữ diễn viên trẻ đang gây sốt với những bộ phim cổ trang chiếu mạng, ai thành công nhất? Thứ nhất, Trúc Tử Đan trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đảm nhận vai diễn Chu Chỉ Nhược trong phiên bản được remake Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trúc Tử Đan thu hút được lượng fan hâm mộ cho mình khi cô sở hữu giá trị nhan sắc cao cùng kỹ năng diễn xuất rất tốt. Là một bông hoa xinh đẹp của Gia Hành, nổi tiếng với vai diễn huyền nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trúc Tử Đan thường gây ấn tượng cho khán giả với những vai diễn phản diện. Dưới sự dìu dắt nâng đỡ của đàn chị trong cùng công ty là tiểu hoa đán hàng đầu Dương Mịch, tương lai và sự nghiệp của Trúc Tử Đan vô cùng rộng mở. Gương mặt sắc sảo có thể đảm nhận nhiều thể loại vai khác nhau, lại có diễn xuất chắc tay. Trúc Tử Đan chính là cái tên sáng giá để Gia Hành nỗ lực lăng xê sau Địch Lệ Nhật Ba. Thứ hai, Trần Ngọc Kỳ trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không phải Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược mới chính là nhân vật khiến dân mạng chú ý nhất ở phiên bản này. Triệu Mẫn 2019 do Trần Ngọc Kỳ thể hiện. Từ những phân cảnh đầu tiên, khán giả trầm trồ với nhan sắc kinh diễm của nữ diễn viên. Với dáng vẻ nữ cải trang nam, Trần Ngọc Kỳ trở nên khôi ngô tuấn tú. Khí chất của gà nhà Đường Yên được khán giả đánh giá rất xuất sắc. Nàng tiểu hoa đán Đường Yên từng thổ lộ cảm nghĩ khi nói về Trần Ngọc Kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ngọc Kỳ, cảm thấy cái cảm giác mà cô ấy dành cho người khác rất giống với tôi năm đó. Ở trường quay một mình yên tĩnh, không nói tiếng nào cả, nhưng đôi mắt trong suốt rất khó linh khí. Dần dần bị khí chất của cô ấy làm dao động, quyết định ký hợp đồng. Thứ ba, Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung. Hot nhất ở thời điểm hiện tại chính là tác phẩm của Đường Đức Ảnh Thị, bộ phim truyền thể Đông Cung. Nữ chính Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thủ vai đã từng khiến khán giả nguyên tắc nghi ngờ khi đây là tác phẩm đầu tiên mà nữ diễn viên 9X đảm nhận vai chính. Kinh nghiệm non nớt thì liệu cô nàng có thể diễn tốt được diễn biến tâm lý của nhân vật? Không làm khán giả và fan truyện thất vọng, càng xem thì khán giả phải gật gù công nhận Bành Tiểu Nhiễm chính là Tiểu Phong và không ai có thể thay thế được. Chỉ với tác phẩm này, tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và được khán giả quốc tế như Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á yêu mến vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp và những phân cảnh hồn nhiên tràn đầy sức sống khi thể hiện vai diễn Tiểu Phong. Hiện tại với danh xưng là gà cưng của Phạm Băng Băng đang gây sức ép lớn và lấn át tên thật của nữ diễn viên. Thế nhưng bệ phóng từ sự nâng đỡ của Phạm gia, con đường của Bành Tiểu Nhiễm sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều và hy vọng nữ diễn viên ngày càng cố gắng để chứng minh được thực lực của mình. Thứ tư, Bạch Lộc trong Chiêu Diêu. Bạch Lộc, cái tên không hề xa lạ với các mọt phim Hoa ngữ. Tuy nhiên trước khi Chiêu Diêu phát sóng thì cô nàng không gây được ấn tượng đối với người xem. Khi tác phẩm này ra mắt khán giả, vai diễn ma nữ của Bạch Lộc với tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại nhưng lại chết trong tay kẻ mình đã từng cứu, rồi trở thành một hồn ma nghèo kiết xác không ai ngó ngàng tới. Từng phân cảnh thể hiện của Bạch Lộc đã chinh phục được người xem. Khác với ba nữ diễn viên trên thì dưới trướng quản lý của những đàn chị diễn viên nổi tiếng hạng A, Bạch Lộc lại trực thuộc công ty dưới tay Vu Chính. Tuy nhan sắc không quá nổi trội, thế nhưng bằng kinh nghiệm diễn xuất của mình, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ ngày càng tỏa sáng sau vai diễn Chiêu Diêu. Với màn kết hợp giữa cô nàng với Hứa Khải đã đem lại cảm giác cặp đôi màn ảnh ngọt ngào, những phản ứng hóa học khiến cả hai được fan bộ phim liên tục ghép đôi. Với bốn nữ diễn viên đang tỏa sáng trong những tác phẩm đang phát sóng trên mạng, ai là người mà bạn yêu thích nhất? Nữ diễn viên nào trong số họ sẽ nổi tiếng thành công trong tương lai? Hãy chia sẻ cho Top Sao Hoa để biết nhé! We'll be right back.